Quý vị đã đến với chương trình Tin tức tổng hợp được phát sóng trên đài truyền IBC TV trên các băng tần 57.19 và 16.12 trên hai miền Đông Bắc California và 27.7 được phát hình tại Houston, Texas, cũng như trên hệ thống Galaxy 19 được phát sóng tại Liên minh tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Phụ trách chương trình tin tức bản tin 10 giờ tối ngày hôm nay, sứ quân viên Minh Đăng và Vũ Quang Vinh xin trân trọng kính chào. Bắt đầu xin mời quý vị điểm lược sơ qua những bản tin đáng chú ý trong ngày. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cập nhật về phản ứng của liên bang trước cơn thịnh nộ của cơn bão Helene. Thống đốc của bang North Carolina cho biết các khu vực bị cơn bão Helene tàn phá nặng nề là không thể tin nổi. Công nhân bến cảng bờ đông của Hoa Kỳ đình công làm dừng một nửa hoạt động vận chuyển đường biển của cả nước. Bốn mươi nhà khai thác nước ngoài có thể đang sử dụng máy bay Boeing 737 có bộ phận điều khiển bánh lái bị nghi ngờ lỗi. Quân đội Israel đã bắt đầu các cuộc tấn công có giới hạn vào các mục tiêu của Hezbollah ở khu vực biên giới phía nam của Lebanon. Mở đầu cho phần tin chi tiết tin tức cập nhật từ Hoa Kỳ, xin mời quý vị đến với phần tường trình của sứ quân viên Vũ Quang Vinh. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cập nhật về phản ứng của liên bang trước cơn thịnh nộ của cơn bão Helene. Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Hai cho biết sự tàn phá do cơn bão Helene để lại vùng Đông Nam là tồi tệ nhất từ trước đến nay và cam kết viện trợ liên bang không ngừng cho các khu vực bị cắt đường điện, đường xá, điện và thông tin liên lạc và hơn 100 người bị thiệt mạng ở một số tiểu bang vùng Đông Nam. Trong một cuộc họp báo tại phòng bầu dục, có sự tham gia của cố vấn an ninh nội địa Elizabeth Sherwood Randall và thống đốc của North Carolina Ray Cooper qua nguồn cấp dữ liệu từ xa. Ông Joe Biden cho biết ông sẽ đến thăm tiểu bang vào hôm thứ Tư ngày 2 tháng 10 và thực hiện một cuộc kiểm tra trên không đối với khu vực Asheville bị ảnh hưởng nặng nề. Ông Joe Biden cũng cho biết ông tức giận sau những lời bình luận của cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng chính phủ liên bang không làm đủ để giúp đỡ khu vực bị bão tàn phá. Ông còn nói chúng ta hãy làm rõ điều này, ông ta đang nói dối. Thống đốc của bang North Carolina cho biết khu vực bị cơn bão Helene tàn phá nặng nề là không thể tin nổi. Thống đốc Roy Cooper cho biết thiệt hại do cơn bão Helene ở phía tây bắc của Carolina là rộng lớn và tàn khốc. Hàng trăm người vẫn còn mất tích ở phía tây tiểu bang và người dân đang phải chật vật giữa những con đường ngập lụt và thiếu các dịch vụ căn bản. Hơn 100 trường hợp tử vong trên nửa chục tiểu bang được cho là do cơn bão mạnh đổ bộ vào khu vực Big Bend của Florida vào cuối ngày thứ Năm 26 tháng 9 trước khi tạo ra một con đường hủy diệt qua Georgia vào Carolinas. Ông Cooper cho biết ông đã thực hiện chuyến tham quan trên không đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vào đầu tuần này. Ông cũng đã đến thăm bệnh viện Mission ở Asheville và gặp gỡ các tổ chức và người dân đang giúp cho việc đáp ứng nhu cầu của những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Ông Cooper nói với phóng viên sau chuyến tham quan rằng đây là cơn bão chưa từng có, đổ bộ vào phía tây North Carolina, đòi hỏi người một số đáp ứng chưa từng có. Chúng tôi đang giải quyết tình huống chưa từng thấy ở tại phía tây North Carolina. Công nhân bến cảng bờ đông Hoa Kỳ đình công làm dừng một nửa hoạt động vận chuyển đường biển của cả nước. Công nhân bến cảng tại bờ đông của Hoa Kỳ và Gulf Coast đã bắt đầu đình công vào sáng sớm thứ Ba. Đây là một cuộc đình công quy mô lớn đầu tiên của họ trong gần 50 năm qua, làm gián đoạn dòng chảy của khoảng một nửa lượng vận chuyển đường biển của quốc gia, sau khi các cuộc đàm phán về một hợp đồng lao động mới vỡ đổ vì vấn đề tiền lương. Các cuộc đình công chặn mọi thứ từ thực phẩm đến các lô hàng xe hơi qua hàng chục cảng từ Maine đến Texas, trong một sự gián đoạn mà các nhà phân tích cảnh báo sẽ khiến cho nền kinh tế thiệt hại khoảng tỷ Mỹ Kim mỗi ngày, đe dọa việc làm và có khả năng gây ra lạm phát. Liên đoàn Công nhân Bốc xếp Quốc tế ILA, đại diện cho hơn 45.000 công nhân cảng đã đàm phán với nhóm chủ lao động Liên minh Hàng hải Hoa Kỳ USMX về một hợp đồng 6 năm mới trước thời hạn là nửa đêm ngày 30 tháng 9. ILA cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ Ba nói rằng họ đã đóng cửa tất cả các cảng từ Maine đến Texas lúc 12 giờ 0 phút một sáng theo giờ miền Đông và đã từ chối đề nghị cuối cùng của USMX để đưa ra vào hôm thứ Hai. Đồng thời cũng nói thêm rằng đề nghị này không đáp ứng được yêu cầu của các thành viên về một phê chuẩn một hợp đồng mới.
40 nhà khai thác nước ngoài có thể đang sử dụng máy bay Boeing 737 có bộ phận điều khiển bánh lái bị nghi ngờ lỗi. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ NTSB cho biết, vào đầu tuần này, rằng hơn 40 nhà khai thác nước ngoài của máy bay Boeing 737 có thể đang sử dụng máy bay có các bộ phận bánh lái có thể gây ra rủi ro về an toàn. Vào hôm ngày thứ Năm trước đó, đã ban hành các khuyến nghị an toàn khẩn cấp về khả năng hệ thống điều khiển bánh lái bị kẹt trong một số máy bay 737 sau sự việc vào hồi tháng 2 liên quan đến chuyến bay của hãng United Airlines. NTSB cũng tiết lộ vào ngày thứ Hai rằng họ đã biết được hai nhà khai thác nước ngoài đã gặp phải các sự việc tương tự vào năm 2019 liên quan đến bộ truyền động hướng dẫn máy lái. Chủ tịch NTSB Jennifer Homendy cho biết trong một lá thư gửi cho Cục Hàng không Liên bang FA như sau: "Chúng tôi lo ngại về khả năng các hãng hàng không khác không biết về sự hiện diện của các bộ truyền động này trên máy bay 737 của họ." NTSB đang điều tra một sự việc xảy ra vào hồi tháng 2 khi bàn đạp lái trên một chiếc United 737 MAX 8 bị kẹt ở vị trí trung lập trong khi hạ cánh tại Newark. Rất may không có thương tích nào đối với 161 hành khách và phi hành đoàn. NTSB cho biết trong ngày thứ Năm rằng không còn bất kỳ máy bay 737 nào đang bay với các hãng hàng không Hoa Kỳ có bộ truyền động bị ảnh hưởng, được lắp đặt trên một số máy bay 737 MAX và 737NG thế hệ trước, có bao gồm hệ thống hạ cánh tùy chọn. Quân đội Israel đã bắt đầu các cuộc tấn công có giới hạn vào các mục tiêu của Hezbollah ở khu vực biên giới phía nam Lebanon. Theo tuyên bố trên trang web truyền thông xã hội X, vào sáng sớm ngày thứ Ba, quân đội Israel đã bắt đầu các cuộc tấn công có giới hạn, cục bộ và có mục tiêu vào các mục tiêu của Hezbollah ở khu vực biên giới phía nam Lebanon. Tuyên bố cho biết chiến dịch Northern Arrows sẽ tiếp tục tùy theo việc đánh giá tình hình và song song với các chiến đấu ở Gaza và các nơi chiến đấu khác. Các nhân chứng của Reuters cho biết những vụ nổ lớn liên tiếp đã được nghe thấy trên khắp thủ đô Lebanon ngay sau nửa đêm thứ Ba khi quân đội Israel tiến hành các cuộc không kích vào các vùng ngoại ô phía nam của thành phố. Quân đội Israel cho biết vào hôm thứ Ba, các cuộc đột kích trên bộ của Israel và miền nam Lebanon sẽ nhắm vào các thành trì của Hezbollah dọc theo biên giới, đe dọa Israel, chứ không phải là một cuộc chiến chống lại người dân Lebanon. Nỗi lo sợ về một cuộc xâm lược trên bộ đã tăng vọt vào hôm thứ Hai, với việc quân đội Lebanon rút lui khỏi biên giới với Israel và quân đội và một quan chức Hoa Kỳ nói rằng quân đội Israel có vẻ sẽ tiến vào Lebanon. Hoạt động diễn ra ngay sau khi các nhà lãnh đạo nước này duyệt kế hoạch chiến đấu trong đêm 30 tháng 9, đánh dấu giai đoạn mới trong cuộc xung đột mới giữa Israel và nhóm Hezbollah. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình tin tức tổng hợp cuối ngày trong một vài giây phút để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Các bản tin cập nhật liên quan đến đường bị sập ở South Carolina khi cơn bão Haley để lại dấu vết tàn phá như thế nào, hay Meta sẽ mở rộng đầu tư sản xuất thiết bị thực tế ảo hỗn hợp tại Việt Nam bắt đầu từ năm 2025 với những chi tiết ra sao, phi trường Oreo Asiro đóng cửa với lý do gì, hay tin tức liên quan đến một góc nhìn về đảo Rapa Nui, viên ngọc của Thái Bình Dương, cùng với những tin tức khác mới nhất, xin kính mời quý vị cùng đón xem trong phần tiếp theo cùng với đài trình IBC TV.